là cô gái hay mộng mơ, người đã khiến tôi thẫn thờ. Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Lý do tôi qua 13.2 level, đường cót cao độ trong mặt đứng. 13.2.1 tạo lập thêm các level. Trước khi đi tạo lập thêm các level thì các bạn vào file option, các bạn chọn user interface, các bạn check vào cái tab structure on lại và ba cái tab system lại để nó trả lại như cái ban đầu khi các bạn mới cài ra viết. Ok, các bạn thấy các tab structure và system nó xuất hiện lại ở đây. Ở bước 1, tôi vào mặt đứng sau. Trong mặt đứng sau, tôi click chọn cái level. Tôi đè chuột trái vào cái vòng tròn ở đuôi nó. Tôi nắm kéo nó về đây như thế này. Hiện tại cái ký hiệu tên của level nó nằm ở bên tay trái. Nếu các bạn muốn đưa nó về bên tay phải thì các bạn click edit type và các bạn đổi đầu nó lại. Tôi chọn là M1 và tôi bỏ là M2 đi. Tôi ok. Các bạn thấy nó xuất hiện lại phía bên tay phải như thế này. Đây là cái hình tôi chụp ở bước 1. Ở bước 2, như tôi đã nói trước đây, trong mặt đứng sau các bạn thấy có cái level 1 này. Và cái view tương ứng của nó là cái level 1 ở trong floor plan đây. Và cái view size này thực chất là level 1, nó duplicate lên. Cho nên trong mặt đứng sau các bạn không thấy cái level size ở đâu hết. Chính vì vậy tôi mới đổi cái level 1 này thành sân vườn. Tôi click vào chữ level 1 và tôi đánh nó thành là sân vườn. Sau đó tôi click ra khoảng trắng màn hình. Sau khi tôi click ra khoảng trắng màn hình thì lập tức phần mềm nó sẽ xuất hiện một cái hộp thoại cảnh báo. Tôi chụp cái hình hộp thoại cảnh báo ở bước 2, hình bên tay phải của các bạn. Đó là Would you like to rename corresponding view? Là nó hỏi rằng chúng ta có muốn đổi tên cái view tương ứng với nó hay không. Ở đây cái level chúng ta đổi tên là level sân vườn. Thì trong floor plan cái view tương ứng của nó là cái view sân vườn đây. Thì nếu các bạn nhấn vào yes thì nó sẽ đổi tên trong đây cái view này nó thành sân vườn. Nếu các bạn nhấn là no thì ở ngoài cái level tên của nó vẫn là sân vườn nhưng trong đây nó vẫn còn là level 1. Cho nên các bạn nhấn yes. Ở trong cái hộp thoại cảnh báo đó nó có một cái ô check phía trước là do not show this message again. Nếu các bạn check vào cái ô đó thì lần sau các bạn đổi tên level nó không có hỏi nữa. Và do tôi đã check vào cái ô này rồi cho nên bây giờ tôi làm nó không có hỏi nữa. Tiếp tục, tôi click vào cái view sân vườn và các bạn thấy có số 0 ở đây. Đây là cao độ của nó. Tôi click vào số 0 và tôi đánh là -500. Tôi click ra khoảng trắng bên ngoài. Nó sẽ nhảy thấp xuống 500 so với code 0. Ở bước 3, tôi click vào cái level 2 và tôi click vào cái tên của nó là bằng 1 trợt. Sau đó tôi click ra khoảng trắng bên ngoài. Và tôi cũng sửa cái cao độ của nó là 0. Nó chạy về đây như thế này. Ở bước 3, hình bên tay phải, các bạn thấy hai cái level này nó bị chồng lên nhau. Cho nên tôi click vào cái view, cái level sân vườn. Và tôi chọn công cụ là X Elbow. Elbow là cái cùi chỏ, nó cũng giống như Rig vậy đó. Tôi click vào nó. Sau đó tôi đè hai nút màu xanh này. Tôi dời nó ra thì nó đẹp. Bây giờ tôi qua bước 4. Trong tab Architecture nó có cái công cụ level đây. Tôi click vào level. Sau đó tôi chọn là Pick Line. Tôi mới hiệu chỉnh cái mục offset của nó thành 4200. Và tôi đưa con chuột vào tầng 1 trệt. Các bạn thấy lập tức xuất hiện một cái đường giống màu xanh ở bên trên của level tầng 1 trệt. Tôi click vào nó thì nó xuất hiện một cái level nằm bên trên đó. Và tôi click vào cái tên của level. Tôi đổi thành là tầng 2. Tôi click ra bên ngoài. Cao độ nó là đúng là 4200. Tiếp tục, tôi dùng công cụ line để tôi vẽ. Tôi click vào line. Chủ mục offset, các bạn trả nó lại bằng 0. Và tôi đưa vào cái đầu bên tay phải, tôi kéo lên. Tôi canh là 3600. Tôi click vào nó một cái. Sau đó tôi kéo ngược qua bên tay trái. Nó xuất hiện cái đường chấm đất để nó khóa đầu với nhau. Tôi click chuột trái vào đây. Thì lưu ý các bạn vẽ từ đây qua đây thì cái bong bóng nó mới xuất hiện ở phía bên này. Còn các bạn vẽ ngược lại thì cái icon của cái symbol của mặt đứng nó sẽ xuất hiện phía bên trái. Tôi escape 2 lần hết lệnh. Bây giờ tôi qua bước 6. Sau khi tôi vẽ hai cái level tầng 2 và tầng 3 thì ở trong bước 6 chỗ cái view on nó xuất hiện thêm một cái thư mục gọi là structural plan. Tôi mở cái dấu cộng nó ra.
Nó xuất hiện cái mặt bằng kết cấu của tầng 2 và tầng 3. Tôi không muốn nó, cho nên tôi shift chọn hai cái view này và tôi delete nó đi. Bây giờ tôi qua hình ở giữa của bước 6. Tôi cũng gọi cái công cụ level và tôi chọn pick line. Tôi để góc shape là 3600. Khi tôi dạy, tôi dùng rất là nhiều cách để tôi hướng dẫn các bạn tạo cái level. Nhưng khi các bạn quen rồi, các bạn chỉ cần dùng một cách thôi nha. Không cần phải dùng nhiều cách chi cho nó lộn xộn. Ở bước 6 hình bên tay phải, để tránh cái trường hợp mà xuất hiện cái stretch zone plan ở đây, thì các bạn click vào cái option plan view type. Trong đây các bạn thấy cái plan view type này nó có 3 cái option để chọn. Nó đang là tạo cái mặt bằng ceiling plan là trần, floor plan là mặt bằng kiến trúc và structure plan là mặt bằng kết cấu. Do đó tôi chỉ để chọn là ceiling plan và floor plan thôi. Tôi bỏ cái structure plan. Đây là hình bên tay phải của bước 6. Sau đó các bạn ok và các bạn click vào tầng 3. Lập tức nó xuất hiện tầng 4 như thế này. Và ở trong view on nó không xuất hiện thêm cái mặt bằng của kết cấu. Bây giờ tôi sửa tên cái tầng 4 này lại thành là tầng mái. Tôi click ra bên ngoài. Thì cái cách đánh tên, đặt tên theo, đặt tên level theo phương chiều cao này, ở Việt Nam có hai cái cách đặt. Ở miền Nam thì gọi là tầng trệt, lầu 1, lầu 2, lầu 3. Ở miền Bắc thì gọi là tầng 1, tầng 2, tầng 3. Thì trong ra viết, tôi thấy rằng cái cách đặt tên của miền Bắc nó sẽ giúp cho chúng ta sort cái tên của cái mặt bằng nó đúng thứ tự từ trên xuống dưới. Các bạn thấy là mặt bằng đây nè. Chứ nếu không các bạn đặt tầng trệt á thì nó nhảy lưng lung tung trong đây. Cho nên là tôi mới đặt tên là tầng 1 và tôi thêm vào chữ trệt để cho người miền Nam dễ hiểu. Cái này cũng tùy các bạn đặt tên theo quy định công ty các bạn. Nhưng nếu các bạn đặt tên đây là tầng 1 thì đây phải là tầng 2. Còn các bạn đặt tên đây là tầng trệt thì đây phải là lầu 1. Đừng có lộn xộn Nam Bắc nha nha. Bây giờ tôi qua bước 9. Tôi sang mặt bằng tầng mái. Tôi zoom tôi fix lại. Các bạn thấy có 4 cái icon mặt đứng đây, nhưng không có một cái grid nào ở trong đây hết. Thì lưu ý một việc là chúng ta không được vẽ hai lần grid, chúng ta chỉ vẽ grid một lần thôi. Ở tầng size hôm trước chúng ta đã vẽ cái grid rồi. Bây giờ chúng ta không được quyền vẽ lại cái grid trên tầng mái này. Để thấy cái grid trên tầng mái này, các bạn trở lại mặt đứng sau. Các bạn thấy các cái grid của mình nó chỉ tới tầng 3 là nó kết thúc. Nó không cắt lên tầng 3 và tầng mái, cho nên trong tầng mái không thấy grid. Để thấy nó, các bạn đè chuột trái vào nút tròn, các bạn kéo lên trên. Bây giờ tôi trở lại mặt bằng tầng mái. Các bạn thấy mình có một phương grid đây rồi. Muốn thấy cái phương grid còn lại thì các bạn vào mặt đứng S hoặc West. Các bạn thấy cái grid của mình nó cũng chưa đụng lên tới tầng mái, cho nên tôi cũng kéo cho nó cao lên tầng mái. Bây giờ chúng ta trở lại tầng mái. Các bạn thấy nó đầy đủ hết tất cả các grid. Tôi qua mục 3.2.2, điều khiển hiển thị của level. Và cũng tương tự như là grid, các cái ký hiệu của level đây, chúng ta có thể tạo một cái family theo một cái kiểu bất kỳ mà chúng ta muốn. Sau đó chúng ta gắn nó vào. Ở bước 1, tôi cũng vào tab insert. Tôi chọn low family. Trong thư viện RAC 2018 annotation, các bạn vào cái thư mục level. Đây là cái hình cây thư mục tôi chụp ở giữa bước 1. Sau đó các bạn thấy có 3 cái family là. Các bạn quét chọn hết toàn bộ 3 cái family này. Các bạn click open name vào. Trong mặt đứng sau, tôi click chọn cái level tầng 2. Sau đó tôi click edit type. Ở hình bên tay phải của bước 2, tôi sẽ duplicate nó lên. Và tôi đặt tên nó là V level dương. Tôi ok. Ở bước 3 tôi mới hiệu chỉnh giống như hình ở bước 3. Chỗ mục elevation base là nó có project space bond và survey bond, hai cái đây. Và các bạn ở đây các bạn để là project space bond. Chỗ lightway là chiều dày các vẽ, là chiều dày của cái đường level này. Và các bạn cứ để là 1. Chỗ mục color các bạn đổi thành màu xám trắng. Chỗ mục line pattern là cái kiểu của cái đường này. Các bạn mở mũi tên chọn nó là đường trục mà chúng ta đã tạo. Chỗ mục Simple là ký hiệu cái đầu này. Các bạn mở mũi tên ra, các bạn đổi thành là V Level Head Cut Dương mà chúng ta mới vừa lô vào. Sau đó các bạn OK. Các bạn thấy nó giống như cái kiểu của Việt Nam. Dù rằng cái kiểu của Autodesk nó làm như thế này thì tôi thấy rất là đẹp chứ không có xấu. Nhưng mà Việt Nam á, thì muốn như thế này. Nếu công ty các bạn có cái tiêu chuẩn khác về cái symbol này thì sau này các bạn học cái family xong, các bạn có thể vẽ bất kỳ một cái kiểu như thế nào tùy các bạn muốn. Bây giờ tôi qua bước 4. Để đổi các level này,
giống như level này thì tôi lựa chọn đó có hai cách. Cách thứ nhất là tôi đổi ở trong property, tôi mở property ra, các bạn thấy có cái type V level dương đây, tôi click vào đấy và các bạn thấy kiểu hiển thị của level 3 giống level 2. Bây giờ tôi muốn đổi cái tầng máy giống như vậy thì trong tab modify nó có công cụ match property, đây là cái chổi quét cái những cái thuộc tính qua, các bạn click vào match property, tôi click vào tầng 3 rồi tôi click vào tầng máy, lập tức cái tầng máy nó giống như tầng 3 và escape hết lần. Ở bước 5 trong mặt đứng sau, tôi click chọn cái level tầng 1 rồi, sau đó tôi đổi cái thai nó thành là V level level dương để cho nó giống như là tầng 2 như thế này. Tuy nhiên á, là ở Việt Nam thì chỗ này là cái cao độ này lại ghi rằng là cộng trừ 0.0004 cái số 0, cho nên tôi mới edit type nữa, tôi duplicate lên, tôi đặt tên là V level cộng trừ 0.0000. Cái từ cộng trừ này thì để đánh nó, các bạn đè cái phím internet trên bàn phím, sau đó các bạn gõ trong cái bàn phím numlock là bàn phím số á, bên tay trái, bên tay phải của các bạn á, các bạn đè là internet 0177 là nó xuất hiện cái dấu cộng trừ, sau đó tôi đánh là 0.000 rồi tôi mới ok. Để tạo cái dấu cộng trừ nhớ là bàn phím số là phải đè internet và đánh 0178 à 0177 thì nó ra cộng trừ. Và trong chỗ mục symbol tôi mới đổi thành là V level head code internet 0177 là cộng trừ 0.000 như thế này. Tôi ok. Các bạn thấy lập tức cái số nó giống như là kiểu đánh của Việt Nam là cộng trừ 0.000 đây. Bây giờ bước 6, tôi click chọn cái level sân vườn, tôi cũng đổi nó thành cái loại dương. Và cái sân vườn này Việt Nam là càng cực kỳ phức tạp nữa, là phải ghi là trừ 0.500 mới chịu. Cho nên các bạn click vào edit type, các bạn duplicate nó lên, đặt là V level âm, rồi các bạn ok. Chỗ symbol các bạn cũng đổi thành là bắt âm, các bạn ok. Nó ra trừ 0.500 đây, thế này. Ở bước 7, cái kết quả hiển thị nó lên như thế này, nó giống như cái kiểu Việt Nam rồi. Tuy nhiên có một điều tôi lưu ý các bạn ở chỗ này là cái số 4002 này nó có cái dấu chấm để cách cái phần ngàn. Riêng chỗ sân vườn này thì nó lại là dấu phẩy chứ không phải là dấu chấm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cách tôi đổi cái family này thành hệ map và cái level âm này nó đang là hệ map. Chẳng hạn các bạn click vào nó, các bạn đổi thành là -500, các bạn enter một cái, nó chạy xuống tuốt ở dưới cùng luôn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bây giờ nó thành là -500m bên dưới, cho nên tôi cần transact lại. Lưu ý đây là hệ map, cho nên các bạn muốn đổi xuống nó là 1m thì các bạn chỉ đánh là -1 thôi và các bạn click ra ngoài. Thì khi xuống tới 1m, cái dấu này vẫn là dấu phẩy. Từ 1m trở xuống á thì các bạn đổi nó thành là level dương, lập tức nó trở thành dấu chấm. Và nhớ cái level âm chúng ta chỉ sử dụng là dưới 00 và trên 1000 thôi. Còn cái khoảng dưới hơn nữa thì chúng ta để là cái level dương để cho nó có dấu chấm cho nó đồng bộ. Tôi mới trả lại nó là cái level âm và tôi đổi thành là -0.5 để cho nó thành là -0.500. Cái chỗ này là một cái lỗi nhỏ là 0.500 chứ không phải là 0.500. Và các bạn chỉ có zoom lớn màn hình lên các bạn mới để ý thôi, mới thấy thôi. Chứ còn in cái hồ sơ ra bên ngoài cũng không có ai mà xét nét tới mức bắt cái lỗi dấu phẩy dấu chấm ở chỗ này. Trong trường hợp các bạn bị bắt thì các bạn lấy cái cây viết xóa, các bạn chấm cái đuôi nó một cái nó thành cái dấu chấm thôi. Ở bước 8 thì chúng ta thực hiện rồi, là trong cái hình chiếu 3D thì từ phiên bản 2019 á, nó có cái level nằm trong đây nè và nó rất là khó chịu, cho nên tôi đi ẩn nó rồi, chúng ta không thực hiện lại bước 8 nữa.